Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Thủy, bác sĩ chuyên khoa 2, sản phụ khoa tại Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng. Hôm nay thì tôi có một cái buổi nói chuyện với các bạn ở đây. Tại sao thế? Bởi vì tôi thấy rằng có một cái sản phẩm mới có mặt trên thị trường, đó là cái Femvita. Có nhiều người thắc mắc với tôi rằng đây là cái gì hả chị? Thực ra thì các bạn đã biết đấy, phụ nữ người ta phải trải qua rất nhiều các quá trình sinh đẻ này, tiền mãn kinh và mãn kinh. Thế thì vào mỗi quá trình, vào sau mỗi quá trình đấy thì nội tiết bắt đầu bị suy giảm. Estrogen có nguồn gốc từ tự nhiên, đấy là một sự lựa chọn thay thế. Các bạn biết đấy, estrogen trong cơ thể chúng ta thì chủ yếu tiết ra từ buồng trứng. Ngoài ra một số các cơ quan khác có thể có estrogen, ví dụ như là tuyến thượng thận, ở các tế bào mỡ dưới da. Estrogen thì nó có tác dụng làm cho các biểu mô của âm đạo mềm này, ẩm này, tăng sinh mạch máu tại chỗ. Khi vào tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì theo quy luật của tự nhiên, cơ thể bắt đầu lão hóa. Estrogen của cơ thể bắt đầu bị giảm xuống, nó làm cho tất cả các cơ quan trong cơ thể bị thay đổi, đặc biệt là với bộ phận sinh dục nữ. Khi mà estrogen giảm xuống thì tập tức là các cái ham muốn tình dục giảm đi, thế các nội tiết cơ thể nó bị giảm xuống, đồng tức là trong quá trình giao hợp nó gây ra tình trạng đau giác. Các bạn biết không, estrogen tự nhiên estrogen đấy thì nó làm cho cái tế bào âm đạo nó bị nó tăng sinh mạch máu tại chỗ, nó tăng tiết độ nhờn, nhưng vào tuổi tiền mãn kinh thì chúng tôi mơ ước không có điều đó. Thế thì đối với bác sĩ và sản phụ khoa thế thì sử dụng cái gì đây để giúp cho những tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh nó trôi qua một cách thực sự nhẹ nhàng, làm cho cuộc sống trở nên thăng hoa hơn. Thế thì trước đây thời của chúng họ ở xa xưa thì chỉ có hôm nay khô thì tôi bôi cho trơn thôi, đấy là nó chỉ sử dụng cái mà nó đang giúp cho tại chỗ. Chúng tôi cũng rất mong là có cái phương pháp mà sử dụng nó cũng nguồn gốc tự nhiên. Trước đây thì nếu bổ sung estrogen thì mình phải có lúc thì mình có thể dùng bằng đường uống, đường ráo, đường tiêm để thay thế cho sụt giảm nội tiết. Nhưng tuy nhiên các nội tiết mà tổng hợp ấy thì nó lại có gây ra rất nhiều tác dụng, ảnh hưởng tới tim mạch, ảnh hưởng tới các cơ quan khác như gan và thận. Các nguồn gốc từ tự nhiên, Femvita này nó là chất xuất từ sâm tố nữ, nó tăng sinh nội tiết tự nhiên. Thực ra nội tiết tự nhiên ngoài ra ở trong những thực phẩm của mình chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều, ví dụ như từ sầu riêng, từ bơ. Nhưng các bạn biết ngoài ra còn giá độ, đấy là những cái mà từ tự nhiên nó giúp cho âm đạo được mềm hơn, ẩm hơn, tăng độ nhớt hơn, tăng độ mềm khi trong quá trình giao hợp thì nó giảm cái sự tiếp xúc cọ sát, nó không gây tình trạng đau giác. Femvita ngoài ra nó còn bổ sung thêm một cái thành phần nữa, nó là cái thành phần mà actinin, nó tăng hứng phấn cho bộ não, tiết oxytocin, nội sinh, nó làm cho cái ham muốn tình dục nó được thăng hoa hơn, nó làm cho cải thiện cái tình trạng khô giáp trong quá trình giao hợp. Tôi cho rằng Femvita đấy là một cái phương pháp mà đáng để các bạn cần phải quan tâm lưu ý đến trong lứa tuổi mà tiền mãn kinh, mãn kinh mà đôi khi có một lứa buồn khó nói cùng ai. Rất mong là các bạn có một sự lựa chọn cho mình thật là phù hợp.